giờ là đến những cái siêu cây tùng kim cương, nhưng mà trời lại tối mất các bạn ạ. Đấy, tôi xin phép một cái video này và review lại cái vườn này, tùng kim cương này, để đón khách quay toàn cây nhập khẩu này. Tiền thì đừng có nhắc đến các bạn, không đủ tiền để mua râu. Đây, anh về đây, một cái bồn đây, cây tùng kim cương đây. Tối quá rồi, tối quá rồi các bác ơi. Không còn. Siêu cây. Mở tay quá các bạn. Đây, lá của siêu cây đây, gốc bệ đây. Cây này thì còn sáng sáng chưa được quay. Đó. Đường thân nó có nha. Thấy chưa? Đấy. Thấy chưa các bác? Đúng là siêu cây, nhưng mà có siêu camera nó quay được. Cái bên kia nó hoành tráng hơn nhiều quá. Đây. Nhưng mà không thể quay được vì trời tối không. Đấy. Đây, có tí ánh sáng. Ồ, một tủ lá hán này. Đèn rồi nhưng mà không đủ, không đủ ánh sáng. Thì xin tóm tắt lại khu vườn của bác nghệ nhân Tạ Huỳnh các bác nhé. Đấy là thứ nhất là nói về siêu cây là có hai con tùng kim cương này, hai con tùng kim cương này, tiền tỷ và rất nhiều tỷ này nhá, tối quá rồi. Đấy. Và con thông đen ở đằng kia, thông đen. Đen thì chắc là giá trị nhất rồi. Còn về xanh thì không có cây xanh là xấu, nhưng mà cây xanh mà tôi thích thì có cây xanh siêu kìa, và một số cây xanh nam điền của dáng trực như thế này. Đấy, ví dụ cây này nữa. Đấy. Cây nào cũng thích, nhưng mà thích nhất thì nói là cây xanh siêu và mấy cây nam điền trực này. Còn về các cây quái thì có cây nguyệt quế này là độc đáo nhất, độc chất vô nhị, độc nhất vô nhị thôi. Nguyệt quế độc nhất vô nhị nhé. Đấy, trời tối mất rồi, độc nhất vô nhị. Đẹp, cây xanh. Cây phi lao này thì cũng hoành tráng, nhưng mà tôi không nói đến để nó không phải là cây quý quá. Cây nguyệt quế thì là một trong những cây quý hiếm, quý hiếm, không có cây nào có dáng cái ai như thế đâu. Có cái cây độc thứ hai nữa là cái cây chậu sứ này. Các bác nhìn, tôi đố các bác tìm ở đâu ra cây chậu cây sứ như này. Đấy. Và một cái cây nguyệt quế nữa. Thích thôi, thích cây này thì thích chứ chưa phải là độc, nhưng mà thích. Và cái cây xanh này. Xanh này.
xanh trực này. Đấy. Thì bác sẽ xem lại cái video trước tôi quay nó sẽ rõ hơn nhá. Đây, thông đèn này, thông đèn này, thông đèn Nhật Bản này. Trời tối quá rồi các bác. Đấy, review lại khu vườn siêu phẩm này các bác một tí. Thôi, xin phép các bác hẹn dịp khác để ra để sẽ quay kỹ hơn. Bây giờ là hôm nay là cũng gọi là thành công rồi. Trời tối quá rồi. À, tối nhưng vẫn phải cố chốt cái cây ở chỗ để xe này các. Đẹp đấy, ba thân cũng lại gia đình các bạn, family, tác phẩm family. Vườn này ôi tối quá rồi, ôi xanh xin lỗi các bác là tối nhưng vẫn phải than tí review à. Phần sau có dịp để tả lại các bác. Đây, thân cái này nó bệnh, dễ nó bệnh vào thân này. Hôm nay xem thế thì các bác nhé. Đây, bệnh này. Xem thêm thì thèm chết mất. Xin cảm ơn các bác nha. Like và subscribe ủng hộ kênh nhé. Tôi còn đi tiếp được các bác nha. Cảm ơn các bác.